Với nhu cầu đa số mọi người dùng thì ở các khu công nghiệp lớn, các hộ gia đình thì việc sở hữu cho mình những sản phẩm bàn inox trong khu bếp của mình đó là điều rất cần thiết. Vậy, để sở hữu một sản phẩm bàn chất lượng inox 304 bền bỉ, giá cả hợp lý thì nên mua ở đâu? Vậy, hãy đến với thương hiệu inox Việt Nam bạn nhé. Tôi luôn có những sản phẩm chất lượng mà các bạn đang cần. Xin chào tất cả các bạn đã đến với thương hiệu inox Việt Nam. Và trong video hôm nay, thương hiệu inox Việt Nam của chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn về dòng sản phẩm là giải pháp cho sự phân vân của các bạn, một sản phẩm chất lượng phù hợp cho nhu cầu của bạn. Đó chính là sản phẩm bàn bếp inox có tích hợp thêm một kệ trên với mã sản phẩm là BAI22. Vậy không để các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem chi tiết cũng như các gia công của sản phẩm này như thế nào nhé. Thân, toàn thân của sản phẩm được gia công bằng inox 304, loại inox tốt nhất trên thị trường hiện nay, có khả năng chống gỉ, bền bỉ, sáng bóng và các góc cạnh được mài rất cẩn thận, đem lại cảm giác an toàn cho người dùng. Chân, bốn chân được thiết kế với khung chân kiên cố làm bằng inox 304, chịu được lực của phần thân, sự cắt chân có thể điều chỉnh vô cùng tiện lợi. Thanh răng, để thêm phần cứng cáp và chắc chắn cho sản phẩm, giữa bốn chân của sản phẩm còn có các thanh răng sáng bóng và bền bỉ, chống gỉ. Ngoài ra, một công dụng khác đó chính là chúng ta có thể để những đồ dùng khác ở phía bên trên của thanh răng. Hai hộc tủ, điểm nổi bật nhất của sản phẩm là bàn bếp inox đến từ thương hiệu inox Việt Nam, đó chính là tích hợp thêm hai hộc tủ được gia công bằng inox nhằm hỗ trợ chúng ta có thể đựng những dụng cụ bếp mà không cần mất thời gian chạy đi chạy lại để thay công cụ. Ngăn kệ, sản phẩm được thiết kế kệ hai tầng riêng biệt, dễ dàng tháo lắp sao cho phù hợp với không gian của quý khách hàng. Kệ được gia công bằng inox 304, bền bỉ, không bị úa màu và gỉ, vô cùng tiện lợi cho người dùng. Ưu điểm, vậy tại sao bạn nên chọn mẫu sản phẩm bàn bếp inox tại công ty inox Việt Nam? Vì sản phẩm được chế tạo từ inox 304 cao cấp, giúp hạn chế tối đa tình trạng gỉ sét, giúp bạn luôn sáng bóng như mới trong suốt quá trình sử dụng. Chất liệu này, người dùng có thể dễ dàng trong việc vệ sinh bàn chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dùng, sử dụng thiết bị trong thời gian dài, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất của các bàn bếp ăn, uy tín, chuyên nghiệp, giúp cho người dùng dễ dàng trong tất cả việc vệ sinh bàn. Bạn chỉ cần lấy một chiếc khăn thấm nước lau bên bề mặt bàn là bàn đã sáng bóng và không cần phải sử dụng chất tẩy rửa nào khác. Các chi tiết bàn như các đường gấp khúc, mỗi hàng đều được gia công chi tiết, tỉ mỉ, nó rất nhẵn, mịn và bền đẹp theo thời gian. Phân loại, ngoài sản phẩm bàn bếp hai hộc có kệ trên ra thì thương hiệu inox Việt Nam của chúng tôi còn có rất nhiều các sản phẩm khác như bàn bếp inox có hai hộc tủ BAI21 và inox góc bếp BAI20. Bàn inox 2 tầng có kệ song BI17, bàn inox 2 tầng có kệ phẳng trên BI16 và còn rất nhiều các sản phẩm khác đến từ thương hiệu inox Việt Nam. Vậy tại sao bạn không nhấc máy lên và gọi đến số 0928843838 để sở hữu ngay một sản phẩm tuyệt vời như vậy đến từ thương hiệu inox Việt Nam? Uy tín, chất lượng, phục vụ, đó chính là ba tiêu chí của chúng tôi với cam đoan. Chúng tôi luôn bán những sản phẩm mang chất lượng tốt nhất cho các bạn. Mọi thông tin chi tiết của chúng tôi xin để ở phần link miêu tả dưới đây với địa chỉ website là www.inoxvietnam.vn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.